phạt con gái vì tội bắt nạt bạn khiến dân mạng tranh cãi. Matt Cox, sống tại thị trấn Swanton, bang Ohio, Mỹ, đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân của mình một đoạn clip ngắn, cho thấy cô con gái của mình đang phải đi bộ giữa đường khi nhiệt độ ngoài trời chỉ ở mức 2 độ C, trong khi Cox lái xe chậm đi theo phía sau cô con gái. Matt Cox cho biết anh đã buộc cô con gái 10 tuổi của mình phải đi bộ quãng đường dài 8 km từ nhà đến trường sau khi cô bé đã bắt nạt các bạn khác cùng trường nên xe buýt của trường đã từ chối chở cô bé. Cô bé này sau đó đã nhờ cha mình lái xe trở đến trường. Nhưng thay vì làm điều này, Cox đã quyết định trừng phạt con gái mình và dạy cho cô bé một bài học. Hôm nay cô con gái xinh đẹp của tôi phải đi bộ 8 km đến trường trong thời tiết mùng 2 độ C. Cox nói trong đoạn clip đăng tải lên trang Facebook của mình. Tôi biết rằng rất nhiều cha mẹ không đồng tình với cách làm này của tôi, nhưng điều đó không sao. Trong đoạn clip này, Cox giải thích rằng anh cảm thấy mình đúng đắn khi quyết định dạy cho con gái một bài học về tội bắt nạt bạn đây là lần thứ hai trong năm nay cô bé bị đuổi khỏi xe buýt của nhà trường vì bắt nạt một học sinh khác cox chia sẻ tiếp trong đoạn video tôi cần phải khẳng định rằng bắt nạt người khác là không thể chấp nhận được đặc biệt trong nhà của tôi khi con gái tôi mang về giấy thông báo của nhà trường về việc bị cấm sử dụng xe buýt của trường cô bé đã nói cha phải đưa con đến trường vào tuần tới nhiều đứa trẻ cảm thấy những điều cha mẹ làm cho chúng như một nghĩa vụ cần phải làm chứ không phải một đặc ân chẳng hạn như việc chở các con đến trường Cox chia sẻ thêm. Con gái của Cox đã bị cấm sử dụng xe buýt đến trường trong 3 ngày và trong suốt 3 ngày đó, Cox đã buộc con gái của mình phải đi bộ đến trường. Tuy nhiên anh vẫn lái xe đi theo phía sau bé gái này để đề phòng bất chắc có thể xảy ra. Không lâu sau đoạn clip được đăng tải, Cox cho biết con gái của mình đã học được bài học mà anh muốn truyền đạt. Bài học đã được học, cô bé đã có những nhìn nhận mới về việc bắt nạt người khác và biết cách đánh giá cao những điều đơn giản trong cuộc sống mà cô bé đang nhận được, Cox chia sẻ. Cox hy vọng đoạn clip mình chia sẻ cũng là cách để các bậc phụ huynh bắt đầu nghĩ đến việc con cái mình phải chịu trách nhiệm cho những hành động sai trái của chúng. Đoạn clip được Cox chia sẻ cách đây ít tháng trên Facebook và bắt đầu gây sốt trở lại trên mạng xã hội trong thời gian gần đây, đồng thời gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều cư dân mạng đã ủng hộ về cách trừng phạt của Cox với con gái và cho rằng đây là điều cần thiết để giáo dục con, nhất là trong thời đại ngày nay. Đó là cách kỷ luật nên được thực hiện. Trẻ em ngày nay đã quen với sự cương chiều của cha mẹ nên đôi khi cần phải cho trẻ những bài học đáng nhớ, một cư dân mạng chia sẻ. Các bậc phụ huynh nên học anh ấy về cách kỷ luật con, một người dùng Facebook khác bình luận. Cô bé chắc chắn sẽ luôn nhớ đến bài học này để không bao giờ tái phạm trong tương lai, đây là một cách dạy con đáng để học hỏi, một cư dân mạng khác bình luận. Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến ủng hộ về cách dạy con của Cox nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng chỉ trích Cox vì cho rằng màn trừng phạt này của Cox là quá nặng đối với một bé gái 10 tuổi. Cô bé mới chỉ 10 tuổi và phải đi bộ 8 km trong tiết trời 2 độ C, đó thật là một hành động dã man chứ không phải là một cách dạy con." Một cư dân mạng phản đối về hành động của Cox. "Vậy là cô bé ấy bắt nạt bạn khác rồi về nhà bị chính bố của mình bắt nạt, phải chăng cô bé đã học thói quen bắt nạt này từ chính bố của mình?" Một cư dân mạng cho rằng hành động của Cox đối với con là một màn bắt nạt có hàng ngàn cách để trừng phạt lỗi của con mình, hơn là bắt chúng phải đi bộ 8 km trong thời tiết lạnh giá như vậy, một người dùng Facebook bình luận. Còn bạn, bạn nghĩ gì về bài học và cách trừng phạt mà Cox thực hiện với con mình? Hãy chia sẻ ý kiến của mình ở mục bình luận bên dưới. Tê Thủy.